Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trong nước và quốc tế trên kênh Tin Mới. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý được phát trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, vào lúc 23 giờ 27 phút ngày hôm qua, một trận động đất mạnh 5,2 độ Richter xảy ra gần khu vực huyện Long Dương, thành phố Bảo Sơn, tỉnh Vân Nam, tâm chấn tại tọa độ 25,3 độ vĩ Bắc, 99,3 độ kinh Đông. 10 phút sau lại xảy ra một trận động đất khác mạnh 4,4 độ Richter. Theo People Daily, trận động đất được cảm nhận ở Đại Lý, Lâm Thương, Sở Hồng, Mang Thực và những nơi khác ở Vân Nam. Một cư dân mạng ở tâm trấn Bảo Sơn, tỉnh Vân Nam đăng tải: "Tôi ngủ quên và bị giật mình tỉnh giấc hai lần. Dù đã trải qua nhiều trận động đất nhưng tôi vẫn rất sợ hãi và không dám ngủ." Một công dân Vân Nam ở trung tâm y tế thị trấn Mayao, thành phố Bảo Sơn, tỉnh Vân Nam nói với phóng viên Resta News rằng một số viên gạch trong trung tâm y tế đã bị rung chuyển trong trận động đất. Một hình ảnh khác từ hiện trường cho thấy một nửa cổng sắt của trung tâm y tế thị trấn Wayao thuộc Bệnh viện Nhân dân số 2 Bảo Sơn đã bị đổ sập, các bức tường của bệnh viện bị nứt. Theo tin tức của CCTV, trận động đất 5,2 độ Richter ở huyện Long Dương, tỉnh Vân Nam và các dư chấn sau đó đã khiến tường của các cơ sở y tế thị trấn như trung tâm y tế thị trấn Wayao bị nứt và rơi ra, đồng thời cơ sở vật chất và trang thiết bị hư hỏng. Tình hình thiên tai cụ thể vẫn đang được thống kê. Vào tối ngày hôm qua, toàn bộ nhân viên của đội cứu hỏa của tỉnh Vân Nam có mặt đã đưa ra kế hoạch cứu hộ động đất và lực lượng cứu hộ của đội cứu hỏa thành phố Bảo Sơn đã lên đường đến tâm chấn. 4 phân đội Đức Hồng, Nộ Giang, Đại Lý và Lâm Thương đã tập hợp lại và đang trong tư thế sẵn sàng. Ngoài ra, 96 người từ 16 đội cứu hỏa trên toàn tỉnh cũng đã tập hợp và cử đến Lệ Giang để kiểm tra khả năng cứu hộ động đất. Vào sáng sớm ngày hôm nay, phóng viên của Resta News đã cho biết, Sở Cứu Hỏa rừng Dali thông tin rằng sau trận động đất, phân đội đã phản ứng nhanh chóng theo mệnh lệnh thống nhất của quân đoàn, ngay lập tức triển khai kế hoạch cứu hộ khẩn cấp động đất và thực hiện các biện pháp khẩn cấp chuẩn bị cứu nạn càng sớm càng tốt. Vào lúc 23 giờ 45 phút ngày hôm qua, trung tâm chỉ huy đã liên lạc kịp thời với cục quản lý khẩn cấp thành phố Bảo Sơn để nắm bắt tình hình thiên tai, đồng thời điều động và hướng dẫn đội chuẩn bị điều động. Đồng thời, chỉ huy 6 tiểu đội tuân theo yêu cầu về tốc độ, trật tự và an toàn. Toàn bộ nhân viên mang theo trang bị bảo hộ cá nhân, tài liệu tự bảo vệ 72 giờ và các thiết bị, dụng cụ cứu nạn, động đất tập trung về doanh trại, túc trực chỉ huy và các chiến sĩ nghỉ ngơi trên xe công vụ để đảm bảo nhận mệnh lệnh xuất kích bất cứ lúc nào. Thực hiện yêu cầu của phương án chuẩn bị đầy đủ đến nhanh, trang bị đầy đủ của phương án ứng phó thiên tai động đất, tổ chức và thực hiện công tác sẵn sàng chiến đấu của khu vực doanh trại, nhanh chóng tiến hành kiểm kê, kiểm tra quân sự, phương tiện, trang bị và vật chất hỗ trợ, hoàn thành nhiệm vụ trong thời hạn quy định. Tính đến 23 giờ 50 phút ngày hôm qua, đội chữa cháy rừng Đại Lý đã sẵn sàng tiếp viện xuyên khu vực. Thưa quý vị, tại khu vực biển Bột Hải, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc đại lục, cư dân mạng đã trực tiếp bắt gặp cơn lốc xoáy trên biển, cột nước dài từ mặt biển bắn thẳng lên trời, cảnh tượng rất ngoạn mục. Tuy nhiên, các chuyên gia nhắc nhở rằng lốc xoáy trên biển tồn tại lâu hơn trên đất liền và có sức mạnh lớn hơn, nếu gặp trên biển thì phải tránh ngay. Cột nước dài nối liền biển và trời xanh như liên tục hút nước lên trời, giống như cảnh trong phim, cảnh tượng thật ngoạn mục. Phong cảnh khí tượng này được chụp ở Đại Liên, Liêu Ninh, Trung Quốc và được gọi là dòng hút nước cục bộ, tức là lốc xoáy biển. Cơn lốc biển kéo dài 10 phút trước khi tan dần. Theo các chuyên gia, nguyên nhân hình thành lốc xoáy biển là do không khí lạnh đối lưu với không khí nóng bốc hơi và bốc lên khỏi mặt biển trong quá trình hạ xuống, đặc biệt là cần chú ý đến thời gian của lốc xoáy trên biển dài hơn lốc xoáy trên đất liền và mạnh hơn. Tàu bè trên biển có thể bị lật nếu không tránh kịp thời. Trên đất liền, tỉnh Quý Châu thu hút nhiều sự chú ý vì khí hậu. Còn tại huyện Thủy Thành, tỉnh Quý Châu, mưa lớn suốt đêm khiến lũ tràn qua nhà dân. Hàng trăm người bị mắc kẹt do nước chảy xiết nên thuyền cứu hộ không thể vào được. Từng người một ở Liễu Châu, Quảng Tây cũng đã phải đối mặt với nỗi khổ của lũ lụt. Cơn lũ bùn không chỉ nhấn chìm con đường mà còn nuốt chửng tầng 1 của những ngôi nhà.
Liệu Châu hứng chịu một trận mưa xối xả vào sáng ngày hôm kia, khiến nhiều người dân không kịp sơ tán và đã có 4 người tử vong. Kính thưa quý vị, bão Viola là một xoáy thuận nhiệt đới của mùa bão Thái Bình Dương năm nay. Cơn bão hình thành vào ngày 22, kéo dài khoảng một tuần và kết thúc vào ngày hôm nay. Viola đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng ở phía đông Quảng Đông, giết chết tổng cộng 1.554 người, bao gồm 470 sĩ quan và binh sĩ quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc và 83 sinh viên đại học từ khắp cả nước đang bảo vệ đê chắn sóng ở Nữ Thiên Dương, vùng ngoại ô phía tây của thành phố Sán Đầu. Do đó, ở Trung Quốc đại lục, cơn bão này được gọi là thảm họa bão Ngưu Điền Dương. Áp thấp nhiệt đới hình thành ở phía đông Philippines và tây nam đảo Guam trong ngày 22 vừa qua, sau đó di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc, đến sáng ngày 24 đã mạnh lên thành bão cấp 1 có tên là Viola và mạnh lên thành bão cấp 2 trong đêm đó. Rạng sáng ngày hôm sau tiếp tục mạnh lên thành bão cấp 3 và đến chiều ngày 25 mạnh lên thành bão cấp 4. Viola đi qua Bắc Luzon vào ngày 26, sáng sớm ngày 27. Tốc độ gió trung bình trong một phút cao nhất được ghi nhận là khoảng 240 km/h. Áp suất không khí thấp nhất là 897 HPA, sau đó cường độ yếu dần. Đến sáng ngày hôm qua, nó đổ bộ vào bờ biển huyện Hu Lai, Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông. Khi đổ bộ, áp suất trung bình là 936 HPA và tốc độ gió là 48 m/s. Sau khi di chuyển qua đất liền, Viola suy yếu nhanh chóng và tan vào ngày hôm nay. Khi Viola đổ bộ vào Sán Đầu vào ngày hôm qua, nó trùng với thủy triều thiên văn. Dưới tác động của triều cường, hầu hết các tuyến đê bao ven biển bị sạt lở, nước thủy triều tràn vào tạo thành đại dương mênh mông, độ sâu nước ở những nơi trũng thấp lên tới 4 mét. Toàn bộ khu đô thị bị ngập sâu, Sán Đầu ngập là 2-3 mét. Tại khu vực Sán Đầu có 1,19 triệu hectare đất canh tác bị ngập lụt, 1,31 triệu hectare hoa màu bị hư hại, 2087 con đê bị vỡ với tổng chiều dài 90 km, 82.381 ngôi nhà bị sập, 954 người chết, không bao gồm quân Nữ Thiên Dương và 10.347 người bị thương. Giao thông đường bộ trong toàn khu vực bị tê liệt hoàn toàn, mọi liên lạc thông tin liên lạc bị gián đoạn. Huyện Chiang Hai bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với 180 km trong số 294 km đê của huyện bị hư hại, 254 trong số đó bị sập với tổng chiều dài là 13,5 km và thủy triều xâm nhập vào đất liền 15 km, 504 người chết trong huyện và hầu hết vùng đất nông nghiệp phía đông của đường cao tốc Sơn Thương bị ngập lụt, có diện tích 220.000 ha đất canh bị hư hại, chiếm 59% tổng diện tích đất canh tác của quận. Tại khu vực cải tạo quân sự Nữ Thiên Dương nằm ở vùng ngoại ô phía tây của Sán Đầu, 23 trong số 62 km đê biển dài đã bị cuốn trôi và 2/3 trong số 9 km đê biển khác đã bị cắt đứt. Tại thời điểm đó, hơn 10.000 sĩ quan và binh sĩ thuộc Sư đoàn 219 thuộc Quân đoàn 55 của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc và Trung đoàn Pháo binh đang tham gia sản xuất tại khu cải tạo quân sự Nữ Thiên Dương, cũng như 2.183 binh sĩ đến từ Đại học Ngoại giao Bắc Kinh và Đại học Trung Sơn, Đại học Tứ Xuyên và 8 trường cao đẳng và đại học khác trên cả nước, cũng như các sinh viên đại học đã tốt nghiệp từ khoa quốc tế của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Bộ Ngoại giao. Trước nguy cơ sạt lở đê biển với khẩu hiệu thề bảo vệ kè, dân sống trong kè, người quyết thắng trời, cán bộ, chiến sĩ và sinh viên bãi bồi đã gồng mình chống triều cường để bảo vệ bờ biển. Cuối cùng, họ không những không giữ được đất canh tác trong khu vực quân sự khai hoang mà khiến hơn 20.000 người dân trong vòng vây của lũ và thủy triều. Nhiều mẫu đất và thiết bị sản xuất đã bị nước biển nhấn chìm, độ sâu của nước lên tới 3,5 mét và 470 các sĩ quan và binh sĩ PLA cùng 83 sinh viên đại học đã thiệt mạng. Sau thiên tai, chính quyền nhân dân tỉnh Quảng Đông đã lần lượt phân bổ 5,92 triệu nhân dân tệ để sửa chữa các công trình và đê điều bị hư hỏng và đến cuối tháng này, đời sống và sản xuất vùng bị thiên tai sẽ cơ bản ổn định trở lại. Quân khu Quảng Châu và Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã phong tặng danh hiệu liệt sĩ cho tất cả 553 sĩ quan, binh sĩ và sinh viên PLA đã hy sinh trong trận bão lũ này. Mặc dù căn cứ cải tạo quân sự Nữ Thiên Dương đã bị phá hủy, nhưng nó vẫn được ca ngợi là có đảo Chân Bảo ở phía Bắc và Nữ Thiên Dương ở phía Nam. Theo chỉ thị của Thủ tướng Lý Khắc Cường của Quốc vụ Viện, những sinh viên đại học còn sống lần lượt rời Nữ Thiên Dương để làm việc, bao gồm cả Lý Triệu Tinh, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tương lai,
và Trần Kiến, vụ trưởng vụ thông tin của Bộ Ngoại giao. Thưa quý vị, Trùng Khánh sẽ đối mặt với đỉnh lũ lớn nhất trong hơn 30 năm qua, vượt 187,55m. Theo Văn phòng trụ sở Phòng chống hạn hán và kiểm soát lũ lụt thành phố Trùng Khánh, do ảnh hưởng của lượng mưa ở thượng nguồn, đoạn Trùng Khánh của dòng chính sông Dương Tử có thể hứng chịu trận lũ lớn nhất kể từ trận lũ năm 1981. Đến 8 giờ ngày 28, tại trạm Khu Than, đỉnh lũ dự báo đạt 186,6m trên mực nước đảm bảo 4,1m. Hiện tại, tất cả các quận ven sông đã đưa ra các kế hoạch khẩn cấp phòng chống lũ lụt và cấp vật liệu phòng chống lũ lụt trị giá 3,2 triệu nhân dân tệ đã được đưa vào công tác chống lũ lụt và cứu hộ khẩn cấp. Theo Văn phòng Quốc phòng thành phố, do lượng mưa lớn ở thượng nguồn, đoạn Trùng Khánh của dòng chính sông Dương Tử có thể hứng chịu trận lũ lớn nhất với đỉnh lũ tại 191,43m tại trạm Khu Than vào năm 1981. Mực nước đỉnh lũ tại trạm Khu Than dự báo vào lúc 8 giờ ngày 28 là 187,6m. Lãnh đạo cấp ủy chính quyền thành phố hết sức coi trọng, nhiều đồng chí lãnh đạo thành phố đã có những chỉ đạo quan trọng, yêu cầu các cấp ban ngành dọc sông phải dốc toàn lực làm tốt công tác phòng chống lụt bão, khắc phục hậu quả thiên tai. Tổ công tác của Bộ Quốc phòng sẽ đến Trùng Khánh hôm nay để giúp chỉ đạo công tác kiểm soát lũ lụt và cứu hộ. Sau khi Văn phòng Quốc phòng thành phố đưa ra thông tin cảnh báo đỏ về mực nước sông vào đầu ngày hôm nay, lúc 14 giờ, Văn phòng Quốc phòng thành phố đã phát động ứng phó khẩn cấp với cấp độ lũ lụt. Hiện tại, dọc theo sông Dương Tử, Giang Tân, Trường Thọ, Vĩnh Xuyên, Ngọc Bắc, Cửu Long Pha, Nam An, Giang Bắc và các quận khác đã đưa ra các kế hoạch khẩn cấp kiểm soát lũ lụt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tin mới.